Chào thầy, em xin trình bày bài tập 5 điều kiện 8 đến 7 đoạn đếm theo yêu cầu. Đếm 1, 2 đếm lên từ 0 đến 15, mỗi lần tăng một giá trị. Đếm 7, 8 đếm xuống từ 26 xuống 0, mỗi lần giảm hai giá trị. Các nét còn lại hiển thị dấu trừ. Các việc đếm lên và xuống sẽ đồng thời và lặp lại chu kỳ. Bên đầu là mạng lý. Thì gồm có một con BAC16F 8-7, một nút nhấn reset kết nối với chân RE3, một con hạt ăn kết nối với chân RE6 và RE7. Đây là các module LED 7 đoạn gồm 8 đoạn LED, 4 cho 8 chân, 8 chân ABCDEF. Này thì nối với bậc bậc C qua cái qua điện trở. Còn cái chân 4, 5, 6, 7, 8 này thì nối với bậc D qua 8 cái cộng nó tại bằng lưu đồ và bị pin bác thư viện cấu trúc chân. Bên đầu là tôi cho biến lên có giá trị bằng 0, biến xuống có giá trị bằng 26, khi là biến lên tăng 1 cho đến khi là biến lên, nếu mà biến lên lớn hơn 15, nếu đúng thì sẽ gán lại giá trị và biến lên là bằng 0, nếu sai thì sẽ quay lại đếm tiếp. Tương tự với biến xuống, bên đầu là biến xuống giá trị là 26, ta cho biến xuống giảm đi hai đơn vị, giảm đi hai giá trị đến khi mà nếu mà biến xuống bằng không đúng thì với lại giá trị cho biến xuống là bằng 26, nếu mà sai thì sẽ quay lại đem tiếp. Kết thúc về phần code. Giờ đây là khai báo thư viện cho con BIC, khai báo cho con thạch anh, khai báo xung lốc là 20 mb. Hai báo cho em nó kiến là quét dữ liệu hiển thị. Ở đây là gồm hai giá trị hiển thị, bốn cái này là bốn dấu trừ, tiếp theo cũng là hai giá trị hiển thị. Hai báo cho em mạng 7 đoạn gồm 10 giá trị. Và báo thêm các biến là lên xuống là y và quy. Chúng ta viết chương trình con để ra vòng lập bo tôi bằng trong quy bé 10 quy vòng cộng. Biến quét là ta gắn giá trị là không biết led e là tôi chọn con led đầu tiên. Sau đó là ta cho vòng lập y chạy từ 0 đến 8 thì đó là 8 con led. Cho output ở bậc C là con led này đã chọn, rồi ta output bậc D là biến quyết này đã chọn, còn bậc C là ta sẽ xuất dữ liệu hiển thị ra cho con led đó. Delay là 40 giây, rồi ta output tiếp bậc C là 0xf để chống lem. Ở đây là ta sẽ chuyển dịch chuyển giá trị qua một dịch chuyển sang con led kế bên và lưu lại con led lúc nãy là mới xuất dữ liệu này. Thế đây là chương trình chính để ta cấu hình cho bọt xe bọt D với giá trị là con x00 thì cho biến xuống là bằng 26, biến lên là bằng 0. Còn lọc qua chu để xuất dữ liệu hiển thị cho 4 con led. Để 2 con led để đếm xuống và 2 con led để đếm lên. Khi mà xuống bằng xuống trừ 2 lên bằng lên tổng cộng. Nếu mà xuống bằng 0 thì sẽ chỉ là xuống 26 lên. Nếu lên
lớn 15 mình sẽ lớn hệ chị lên 15 nó sẽ cho hiển thị led cho delay là 1 giây, rồi tiếp theo là phần mô phỏng. Đấy, bên này là đánh lên, bên này là đánh xuống. Khi mà bên này được bằng 15 thì sẽ trở lại bằng 0. Khi bên này xuống 0 thì sẽ quay lại với giá trị là 26.